Em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 13 tháng 7 năm 2023 của kênh Lan Rừng Tuyết Kha tại thành phố Cao Bằng. Và số điện thoại để mọi người có thể liên hệ mua lan bên em là 0914996482. Hôm nay thì nhà em vẫn chưa có nhiều hàng đâu cả nhà nhé. Em sẽ điểm qua để xem mọi người có nhu cầu lấy loại gì thì sẽ xem tiếp video để lựa chọn cái loại lan mong muốn được trồng. Thì hôm nay em có hài dâu xanh này, một ít hài mốc hồng, một ít helen, một ít kim, hài giáp, mạc thu, một ít mạc xuân, hài coxy, hài henry, hài hồng, hài vân nam, hài jackie và hài vệ nữ, địa lan bạc diệp nữa. Đấy, đấy. À hài gấm nữa. Hài gấm. Đấy là những loại em có bán trong phiên ngày hôm nay nhé. Hiện tại thì hàng nhà em vẫn chưa có nhiều. Do là cái mối mà em mua ấy thì dân người ta vẫn chưa đi rừng được. Chưa đi được đều thường xuyên nên là hàng nó vẫn còn ít. Thì em sẽ giới thiệu từng loại một nhé. Ở đây là hài dâu xanh này. Hài dâu xanh thì đây hôm nay có một ít này mà dề nó khá là to các bác ạ. Có một ít cây lẻ nữa. Em bán là phiên hôm nay em bán cho mọi người 80.000 1kg nhé. 80.000 1kg. Hai cái dề to này thì em cũng chưa biết là bao nhiêu. Thì cứ cân lên rồi là nhân với 80.000 1kg. Cái này chắc khoảng tầm 1,5 kg. Khoảng trên dưới 1,5 kg gì đấy. Tầm đấy ạ. Đấy, hài dâu xanh. Tiếp theo là hài mốc hồng. Hài mốc hồng hôm nay em có một lô này thôi. Đấy, cả một rổ luôn, được rất là nhiều. Cái này thì nếu mà các bác lấy hết thì em sẽ để giá 40.000 cả cái rổ này nhá. 40.000 cả rổ này. Đấy, rất là nhiều luôn. Tiếp theo là hài kim và hài helen. Trong cái rổ này thì sẽ có hai loại. Đây em xếp ra để cho mọi người nhìn rõ này. Cái lô helen này thì nó không có dề to. Đấy, không có dề to đâu cả nhà nhé. Nó chỉ trung bình, nó chỉ như thế này thôi này. Dề to nhất này. À không phải trung bình mà là dề to nhất. Thì nó chỉ được tầm này thôi. Còn lại là đa số là cây lẻ hoặc là dề bé. Thì cái chỗ helen này em bán là 90.000 nhé. Đấy, 90.000 cả một lô luôn, được rất là nhiều. Hài helen. Tiếp theo là cái mớ hài kim. Hài kim này hôm nay em cũng có một ít này thôi. Thì em cũng để rẻ cho mọi người. Cả cái lô này là 60.000 nhá. Đấy, 60.000 cả cái rổ hài kim này luôn. Được rất là nhiều luôn. Đây là hài giáp. Em bán giá là 10.000 một lạng. Cả nhà nhá, 10.000 một lạng. Và 1 kg là 100.000. Đây là mạc thu này. Mạc thu thì em vẫn bán giá là 60.000 1kg. Đằng bên này em có một ít mạc xuân ở đây. Đấy, mạc xuân thì lá sẽ to hơn mạc thu. Mạc xuân thì em bán giá là 80.000 1kg. Hôm nay có ít thôi. Tiếp theo đằng bên này sẽ là hài coxy. Coxy, cái lô này đang nụ các bác nhé. Đang mèo đấy. Đây này, em cho mọi người xem, nó mới nhú thôi. Đây ạ. Đấy, nó mới nhú bé như này thôi. Hầu như là khóm nào, em thấy khóm nào cũng có rồi đấy. Đa số là khóm nào cũng có mèo nụ rồi. Mèo, chưa thành nụ đâu mọi người ạ. Mới đang mèo thôi. Nó mới đang mèo thì về chúng ta chăm để mà ngắm hoa. Ngắm hoa thì nó sẽ cái tỷ lệ được ngắm hoa nó sẽ cao hơn. Là khi mà nó thành mèo rồi thì thường nó sẽ dễ bị trột. Đây ạ, đấy. Coxy thì cái lô này đang mèo, đa số là đang mèo. Và em bán lẻ thì sẽ là 15.000 một lạng. Còn các bác lấy cả ký là 100.000 nhá. Coxy thì cây nó bé như vậy thôi nhưng mà bông hoa nó to mọi người ạ. Bông hoa nó to như hài kim ấy. Đấy, 100.000 1kg. Còn đằng này là hài Henry. Hài Henry thì em cũng bán theo ký là 100.000 một ký. Còn mọi người lấy lẻ thì sẽ là 15.000 một lạng nhé. Hài Henry này. Tiếp theo hôm nay em có một ít hài hồng này.
Cái lô này là 100.000. Sẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây mọi người ạ. 9 cây, 9 cây hài hồng 100.000. Hài Vân Nam, Hải Vân Nam em bán giá là 80.000 một lạng và em có cân thử ra đây là 100.000 Hải Vân Nam. Đấy, thì đối với cây to, đây, cây to như thế này sẽ được 1 cây này, 2 cây này, 2 cây to, 3 cây to. Đấy, 3 cây to. Thế còn lại kèm theo là mấy cây nhỏ nữa, 4 cây nhỏ. Đấy, ví dụ như cái hình này thì sẽ là 100.000 này. Đấy, Vân Nam thì hôm nay em cũng có ít thôi, có một ít này thôi. Bản lá to nhé các bác nhé, đa số bản lá to. Ở đây em sẽ có hài gấm này. Hài gấm em bán theo ký là 100.000 một ký. Các bác lấy theo lạng thì sẽ là 15.000 một lạng. Hài giác kỳ 10.000 một cây. Vệ nữ hôm nay em có một ít. Vệ nữ thì hôm nay em bán thôi 40.000 một kg đi, 40.000 cho mọi người sưu tầm nhé, bởi vì hôm nay hàng cũng có ít thôi. Đấy, thế nên là để giá rẻ cho cả nhà. Còn đằng này là địa lan bạc diệp. Đây, địa lan bạc diệp. Các cái củ bên trên thì là nó cũng đã khá là to dài rồi. Em bán giá là 50.000 một kg. Đấy thì tạm thời hôm nay nhà em chỉ có băng này mặt hàng thôi. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm loại nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0914996482 nhé. Cái số điện thoại này thì em có sử dụng Zalo luôn đấy. Các bác có thể kết bạn Zalo để trao đổi về cái tình trạng đơn hàng hoặc là đặt hàng qua Zalo cũng được ạ. Video thì chưa có dài lắm nhưng mà em cũng không còn hàng để quay nữa rồi. Xin phép cả nhà em tạm dừng video đây. Chúc cả nhà có một tuần làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc ạ. Bye bye mọi người nhé.